Rồi, mình chào cả nhà luôn nha. Thì bữa nay mình tiếp tục đi thăm Bảy Gắn nha cả nhà. Rồi mấy bữa nay mình bận công chuyện nên mình không có đi quay được cả nhà. Mong cả nhà xem thông cảm nha. Thì do cái đồng mình đang thu hoạch lúa cả nhà. Thì mình tranh thủ mần lúa xong cái mình mới đi thăm Bảy được cả nhà. Thì hôm nay thì mình vẫn đi thăm với con trai của mình nha. Thì trước tiên vô thăm cái bẫy đầu tiên cũng không quên xin chúc cô chú anh chị và các bạn có những giây phút thư giãn khi xem video nha. Chúc anh em đồng nghiệp mình đi thăm bẫy chúng lớn nha. Mình cho cả nhà xem đồ nghề của mình luôn. Thì bữa nay mình lấy ba cái bẫy xích cua cả nhà. Chuột lúa gì mình bỏ xong hết. Đây, cái chuột. Thì cái luồng này là cái luồng trúng nhất cả nhà. Thăm 4 chuyến 16 kg gắn. Mà không biết chuyến này sao đây, người ta đang bây giờ người ta cũng cắt lúa xong à. Đu dưới bên này nha cả nhà. Đây, cái luồng này trúng mà không biết chuyến này nó có còn gắn chạy như trước không cả nhà. Thì do cắt lúa xong thì gắn nó ít chạy lắm. Đồng mình giờ cắt chét lên xanh cả nhà. Rồi tới cái bẫy đầu tiên mình sẽ quay chia sẻ cho cả nhà cùng xem luôn nha. Rồi cũng tới cái bẫy đầu tiên luôn cả nhà. Cái bẫy này mình cũng mới châm hồi chiến rồi. Ra cái luồng này mình bỏ hơn hơn chục ngày à, mười mấy ngày á. Cái bẫy đầu tiên coi nó sao, khu này mình còn hy vọng có rắn lớn. Trống lỏng luôn rồi, nhà te à. Chắc chuột nguyên sinh luôn, lâu quá à. Khu này êm gì mà không có rắn ta, nguyên sinh ở đời nào luôn cả nhà. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi, cũng tới cái bẫy thứ hai luôn cả nhà. Bẫy này thì mình cũng mới chăm luôn, chăm mà chiến rồi. Bây giờ nằm ở đâu không biết, còn nhớ chỗ bẫy không đây. Đây cái bẫy mình còn bỏ lâu quá, sợ chuột nó chết hết. Thì cái này có hàng mà không biết con gì cả nhà. Đây dấu nó láng luôn, không biết con gì nha. Nặng không, cũng nhẹ cả nhà. Nhìn nãy trông giống con hổ hèo mà không biết phải không. Phải là hổ hèo cả nhà. Hèo con nó trò. Nó vô không biết hồi nào tới giờ. Con này thả. Nhỏ quá nhỏ luôn. Hết biết luôn. Con cái thứ hai có hàng nhưng mà xài không được. Con này thả. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Đây mình cũng có một cái luôn cả nhà. Mình thấy lúa ép ra nè. Ở ngoài có người đây mình vô trong mình quay luôn. Rồi, em hổ ngựa cả nhà. Cái thứ ba tiếp tục lên hổ ngựa nha. Rồi, mình ốp máy luôn cả nhà. Rồi tiếp tục đây mình cũng có một cái cả nhà. Cái bẫy này mình thăm 4 chuyến dính 4 con luôn cả nhà. 3 chuyến thì hổ hành, còn chuyến thứ tư thì dính hổ ngựa. Cái chuyến này nó dính cái gì đây? Không biết nó có dính hay là nó không có dính đây. Bỏ hơi lâu chà, hình như cái lúa ép ra cả nhà, lúa đẩy ra miệng hòm mà chuột thấy chết rồi. Không biết con gì đây, có hàng không? Ôi chuyến này thì chết quá rồi cả nhà, chuột nó nguyên sinh nè. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Trong này mình cũng có một cái luôn cả nhà. Này thăm 3 chuyến dính 2 con. Và chuyến này em biết sao đây. Đây cái bẫy mình nằm ở đây. Khui. Ủa, trống lỏng luôn. Ồ, chuột viên sinh nữa cả nhà. Ghi hình còn lúa mà sao chuột chết. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Ở đây mình cũng có một cái luôn cả nhà. Bẫy này chuyến rồi dính được con hành gì chà bá luôn. Bẫy nằm trống lỏng luôn cả nhà. Ở đồng này giờ ta đang đã thu hoạch xong hết trơn cả nhà. Chép lên xanh. Cái bẫy nằm trên có gì không đây. Thấy nó trống quá nè. Rồi. Chuột viên sinh nữa. À, cái này còn chuột cả nhà. Hết biến chuột luôn à. Rồi, ốp máy luôn cả nhà. Yêu quái tới rồi cả nhà ơi. Đang lùi rồi. Trong này mình cũng có một cái luôn. Okay.
ta cắt lúa xong rồi rắn nó hết chạy luôn ạ, toàn chuột chết không. Ồ, con này có hàng luôn cả nhà, lại là em ngựa đây, con này chắc có 4-5 lạng á. Con này cũng được, phần ị ở đây cái nhà, bỏ lâu gắn muốn ốm luôn, ở sao không lấy nét ta, không lấy nét luôn. Rồi tới cái thêm quay chia sẻ luôn cái nhà. Rồi tiếp tục đây mình cũng có cái nhà này, chiến rồi hai dính được hai chiến sau cũng dính, chiến này nó có dính không, bảy thì còn là như có phân cái gì đây. Ờ đúng rồi, như có phân đó nha, đây đen đen, biết lớn hay nhỏ. Một em hành đó nha, bỏ lâu quá gắn nó sẫm màu, chuẩn bị lột luôn, tiêu quá hết chuột rồi. Rồi cuối cùng cũng dính em hành rồi, bắt máy luôn cả nhà, bắt gắn ra luôn, tiến hành bắt gắn ra luôn cả nhà. Tổng là mình được 4 em, mình tính bắt em hó hèo này về nuôi rồi cả nhà, thì mình có chuồng mà bắt về nuôi thử coi có nó có lớn không. Được 2 em ngựa, 1 em hành, 1 em hèo nhỏ, hồi nãy mình cũng xảy hết con gắn cả nhà, vô lâu quá nó nông ra được cái ho mình, nó cái bẫy mình nó bị ta đạp rồi chó nó giật, nó méo mó, nó không được như bẫy mới, rồi mưa luôn rồi. Em ngựa đầu tiên bữa nay mình nghi gắn, bữa nay chắc thắt rồi cả nhà. Mấy chiến mà mình về mình thăm tới đây là 4-5 con gắn, 5-6 con. Ừ, kéo ra luôn. Con ngựa đầu tiên, con này chắc ở 500. Rồi bỏ túi đi mưa rồi, biết quay được không đây. Này rảnh là đi thăm bẫy, còn trời mưa, trời ổng còn mưa nữa chứ. Này thì đang vô vụ cắt lúa nên mình đi thăm không có được đó nha, giờ thăm được thì trời mưa luôn, hy vọng hết mưa. Như mình xuống bẫy 6 tháng, mất 6 tháng trời mất đâu 300 cái cả nhà, ra 1 tháng mình mất 50 cái. Ủa con nó bự ta, con nó bự, con nó 600-700, đầu nó lú ra không lấy tay bình nữa. Ừ, nhẹ nhẹ thôi, buông dài vậy rồi xong rồi đó. Kẹp nách kẹp đó. Hán quyền con tay nó cũng hơi khó bắt cả nhà, con nó có 600, hơn 600, 2 con đã thấy 1 ký cái nè. Rồi em hành, khu này mình thăm 4 chiến, 10 mấy ký, quên, 16 ký, đúng rồi, 16 ký hay nhiêu, chiến trước 5 14 ký gì chứ, 45 ký cả nhà. Con nó không được nhì, gắn này vô lâu lắm mà, đến giờ mình bỏ tới hơn nửa, tầm nửa tháng trời, vì đây đang cắt lúa mình đi thăm không có được cả nhà. Bắt em hèo ra về bỏ trong chuồng thử coi nó lớn không. Nãy mình tính thả rồi, mình nghĩ lại mình có cái chuồng đó mình thả vô. 4 em.
Hy vọng trời không mưa. Lúc này không có ra clip được luôn. Còn đám nó chuẩn bị lọt rồi, nó hết thấy đường rồi. Còn thì nuôi được. Nó vô lâu quá, sình bùng quá rồi. Kìa hai mắt ấy luôn, không thấy đường luôn á. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi tiếp tục, ở đây mình cũng có một cái luôn cả nhà. Hồi nãy giờ mưa quá, mình đục mưa mới. Rồi cũng trời còn mưa cả nhà, lâm gâm lâm gâm. Cái bẫy này mình còn không đây? Ồ còn. Đây cái bẫy con làm mừng. Khui, bỏ lâu quá. Mười mấy ngày rồi. Chuột nhân sinh luôn. Ngày lúc trước chín gắn ngon quá, giờ hết nè. Chuột nhân sinh rồi cả nhà. Rồi, ốp máy luôn cả nhà. Không trời ông còn đang mưa nữa cả nhà. Lâm gâm lâm gâm. Đây mình cũng có một cái bẫy loại ra luôn cả nhà. Không biết nó có ngập không. Khui. À láng láng cả nhà. Cái nhà. Cái này bẫy này có hàng mà. Con gì vậy? À con gắn. Con lãi. Ôi, nó vô lâu à. Cái láng láng tưởng gắn gì. Trời mưa quay nó nước rớt ngay cái điện thoại nó thoát ra luôn. Con gắn lại lớn rồi cả nhà. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Trong này mình cũng có cái cả nhà. Nãy giờ mình không có thăm vì xe cuốc làm xẹp hết hai cái bẫy. Bỏ mấy ngày không phải cho này không ta. Sao mà cái chuối nó lên dữ vậy. Bẫy chỗ này không đây. Ồ cái bẫy mình. Ồ cái chuối nó lên. Ép cứng ngắc luôn. Mình chuột còn cái gì đây. Nãy giờ xe cuốc làm hết hai cái. Mất hai cái là bốn cái cả nhà. Này chuột còn luôn. Ở đây mình cũng có một cái luôn cả nhà. Cái này mình dạch ra mình không thấy phân cả nhà. Nhưng mà có hàng nha. Giờ ổng mưa quá mình cũng quay không có được cả nhà. Con hành gì chợ bá nè. Con này bốn lạng rồi cả nhà. Giờ mưa quá mình cũng quay không có được luôn. Tới chỗ mình dạch ra không thấy phân nhưng mà có hàng. Đây, phân nó ỉ ở bên này đầu này quá. Con này ngon. Rồi con hành thứ hai của mình nha cả nhà. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi tới cái bẫy cuối cùng của mình luôn cả nhà. Nãy giờ mình thăm mất bẫy quá mình không có quay luôn. Cái khu này mất 6 cái cả nhà. Cái này cái cuối cùng. Không biết cái sao có gì không. Rồi trống lỏng luôn. Ôi. Chuột còn chuột mất luôn. Rồi, ốp máy luôn cả nhà. Giờ cũng còn mưa lâm gâm rồi cả nhà. Thì nãy giờ mình cũng thăm xong luồng bẫy luôn cả nhà. Tổng cộng thì gắn thì ít dính nhưng mà mất bẫy thì cũng hơi nhiều. Nay thì mình lỗ hết tổn thất 6 cái bẫy. Ôi con nó bị cái gì mà nông cái đứt mỏ luôn rồi. Con bắt con hành này xong rồi mình tổng kết luôn, tổng kết thành quả luôn cả nhà. Này thất à, chiến này thất nặng luôn chứ. Này ký mấy 2 ký gắn không biết được 2 ký không. Chắc tầm ký mấy à. Luồng này mình bỏ hơn nhưng mà nó chắc khoảng nửa tháng cả nhà. Con nó ở 350. Không được 400, hơi bị ốm. Con hành này thì được 2 con hành, 2 con ngựa, 1 em heo nhỏ gì mà thả nuôi. Rồi cột coi là dở coi được không nhiều, 2 ký không. Thời gian này mình cũng hơi bận nên cũng ít có đi thăm bẫy được cả nhà. Như giờ thì mình khu mình giờ mình lúa xong hết trơn rồi. Thì mình sẽ cố gắng ra kiếm làm cái bẫy thêm nặng mình đi đặt thêm cái nhà. Chứ giờ cũng hết bẫy rồi. Không làm là không có clip luôn. Chà cái này cũng gần 2 ký ạ. Dèm tèm 2 ký cái nhà.
cũng được, mất 4 cái, 6 cái 7. Ở đây mình thăm 25-26 cái á, mất 6 cái 7, còn 20 cái. Mất 4 cái, xe cuốc nó làm hết 2 cái nữa. Nó có nhiều. Nãy giờ mưa quá mưa, đi thăm cũng không có được luôn. Quay thì quay cũng không được, cái điện thoại mình giờ mà câm luôn. Ướt nhẹp đó cả nhà. Rồi, cho trước khi kết thúc clip cũng chân thành. Rồi, chào cả nhà nha. Rồi mình xin hẹn cả nhà trong clip tiếp theo của mình luôn nha. Bye bye.